Chở em trai đi học, chị gái viết ga một hồi mới phát hiện đứa em còn kẹt lại ở nhà. Theo đó, mặc dù đã ngồi chỉnh tề trên xe để chị gái đưa đi học, nhưng do nhìn thấy chị quay xe có vẻ cồng kềnh, cổng lại mở nên cậu bé đã leo trở xuống, thả bộ ra cổng để cho chị dễ dàng hơn trong việc vòng xe và chạy ra ngoài. Tuy nhiên, do không để ý cộng với việc em trai luôn đứng sau lưng, nên người chị vẫn nghĩ rằng tất cả đã sẵn sàng nên đã vô tư đến trường học. Kể cả khi chàng trai bé bỏng có gọi với theo trong vô vọng, chị gái vẫn vô tư trên con đường đi tìm tri thức. Như thể tiếng gọi não nề ấy là dành cho một ai đó không phải là mình. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Có lẽ phải đến tận khi đến cổng trường, người chị này mới ngỡ ngàng nhận ra đứa em trai tội nghiệp đã bị mình bỏ rơi bơ vơ ở trước cửa nhà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.